Rồi trở về nhưng mà thầy Fashion Day thì mình sẽ thực hiện là một video này, thì video này có mang tên là review. Thì hôm nay mình sẽ thực hiện chủ đề review cho bạn xem thôi. Thì hôm nay mình sẽ review đó chính là một cái hộp quà này nha, hộp quà này nha bạn, hộp quà màu đỏ nha. Thì mình sẽ chính thức review cho bạn xem thôi, thì mình sẽ review thực hiện nha. Thì hôm nay mình sẽ review trong ở trong đó xem biết nó có gì nha. Thì đầu tiên mình sẽ mở ra nha. Thì sorry cái rồi thì mình sẽ review, mình sẽ mở, mình sẽ đọc hộp review cho các bạn xem nha. Thì thật ra thì hôm nay mình sẽ mới về cái hộp quà này, thì mình là học sinh ở trường mình thì mình là học sinh trung bình. Thì mình học sinh trung bình với bạn, thì học sinh trung bình là mình được 5 điểm. Những cái nói bạn, các bạn khác thì được học sinh giỏi, cái số điểm mà học sinh là học sinh giỏi. Nếu các bạn học sinh khá yếu thì nhưng gì thì thôi, thì mình sẽ review một hộp quà của mình nha. Cái quà phần thưởng của mình này nha. Mình sẽ review một quà phần thưởng của mình nha. Mình sẽ review rồi. Đây rồi, đây chính là một cái bao bao bì, một cái bao bì nha bạn ơi, cái bao bì một cái bao bì tập nha bạn ơi, cái đây chính là cái bao bì tập nha bạn. Hai tờ kiểm tra, giấy kiểm tra, giấy kiểm tra bạn ơi, thì đây là hai cái giấy kiểm tra, giấy kiểm tra nha bạn ơi. Thước bút chì, chì cầm ba, thì chì cầm ba bạn ơi, đây là chì cầm ba này, chì cầm ba. Chứ nói lại là đồ dùng học tập như bạn ơi, đây chỉ là phần nữa, nó đồ dùng học tập thôi. Để coi, giấy xanh, đây là giấy xanh nè, đây là giấy xanh của mình, đây là giấy xanh của mình nè. Một cái giấy đỏ. Thì hôm nay mình sẽ làm video review cho bạn xem thôi. Thì mình đã mở được cái phần quà rồi. Thì hôm nay mình sẽ nói về cái chuyện của mình, mình sẽ nói về anh liên quan của mình nha. Thì hôm nay mình trường của mình tổ chức anh liên quan ở trường mình, thì mình sẽ thực hiện cái video review cho bạn là review trường mình tổ chức là ăn gà rán. Thì mình ăn gà rán là gà rán nó trường tổ chức, trường trường của mình tổ chức thôi. Thì mình sẽ review cái đồ dùng học tập của mình đã. Thì mình sẽ nói về cái đồ ăn của mình là đồ ăn gà rán KFC trước nha. Thì đồ rán KFC nó mình ăn vô thì nó cay, thật ra thật sự nó là cay, nhưng mấy bạn một phần khác thì nó sẽ không cay. Cho nên mình sẽ lỡ ăn phần cay, mấy bạn ơi, mình sẽ lỡ ăn phần cay nha. Thì nó lại là có một thêm một lon nước ngọt nữa, lon nước ngọt nó có mang tên là Pepsi nha bạn ơi, Pepsi nha. Chờ để mình sẽ lấy mở lì xì cho bạn xem nha. Bạn ơi, mình đã quay trở lại ở đây. Đây chính là lì xì đây bạn, đây lì xì nè. Lì xì năm lì xì Tết nha bạn ơi, đây lì xì Tết năm này là năm năm con Tý, năm Tý, năm mẹ, năm con tên là năm con chuột. Năm con chuột bạn ơi, con chuột. Thì hôm nay là mình sẽ review lì xì trước đã. Thì ở đây mình đã lì xì là được 50.000 đồng nha bạn ơi, 50.000. Mình sẽ review cái lì xì của mình là để dự anh Tết, lì xì Tết vui vẻ thôi. Thì mình có một báo ngày nghỉ Tết của mình là
Nghỉ Tết là bắt đầu là ngày thứ sáu, mai thứ sáu mình được nghỉ Tết. Và để mình coi, mình báo lại chút xíu, để mình chút xíu nha. Đã thì để bạn ơi, chờ xíu bạn ơi, chờ mình chỉ xíu. Ngày 3 tháng 2 mình sẽ đi học lại bạn ơi. Ngày 3 tháng 2 mình sẽ chính thức đi học lại. Thì hôm nay là ngày 16 thứ năm bạn ơi, ngày thứ sáu tháng 1 năm 2020. Thì hôm nay mình sẽ có nói về cái ngày, thì hôm nay mình sẽ chính thức được nghỉ 2 tuần. Hôm nay mình nghỉ 2 tuần nha bạn ơi. Hôm nay mình nghỉ 2 tuần. Mình hôm nay vui vui, hôm nay mình thấy khá là vui nha. Mai được vui nghỉ Tết rồi, mình sẽ hết hết nghỉ Tết rồi, mình sẽ thực hiện lại cái video chủ đề này, chủ đề trở lại lại mình sẽ thực hiện lại, tới hết lại elevator hang cuốn rồi, mình vẫn sẽ làm, mình sẽ thực hiện vẫn làm tiếp cho bạn thôi. Thì thật ra thì hôm nay mình sẽ làm, thì các bạn đã có một số gửi không mình cho mình biết một địa chỉ của một cái hang máy nào đó, thì mình sẽ cố gắng thực hiện, mình sẽ thực hiện lại, thực hiện cố gắng cái địa điểm đó cho bạn biết là nó nằm ở hang máy nào và địa điểm hang cuốn đó là gì, thì mình sẽ thực hiện video đó lại. Thì mình sẽ quay của mình đó chính là iPad với bạn, cái này là iPad là của mình, là hay là Android nha. Thì mình sẽ thực hiện cái chủ đề hang máy hang cuốn, review đồ ăn bằng review một số thứ, và hang máy hang cuốn mình sẽ gửi các bạn, gửi địa chỉ cho mình đó, thuộc thuộc ở nằm ở đâu á, hang gì thì các bạn gửi cho mình nha. Thì thôi thì mình sẽ tạm dừng về đây và cảm ơn các bạn đã xem video này. Nếu các bạn thấy video hay đừng quên là bình luận ở phần bên dưới cho mình biết nha. Các bạn có một ý kiến thắc mắc gì á thì các bạn đừng quên là bình luận ở phần bên dưới cho mình biết nha. Thì hôm nay mình sẽ chào tạm biệt về đây và hẹn gặp lại các bạn trong số video theo. Thì mình sẽ chúc các bạn một an khang thịnh vượng và sự như ý, và chúc các bạn một năm mới happy new vui vẻ năm 2020 nha. Thì đừng quên là các bạn nhớ ăn Tết vui vẻ, rồi mình sẽ cố gắng hoàn thiện làm video đó lại nha. Thì thôi thì mình sẽ chào tạm biệt ở đây và hẹn gặp lại các bạn trong số video nha. Thì bye bye, chào tạm biệt and that's it.